Tại Nhật Bản có một văn hóa rất đặc biệt là tắm khỏa thân onsen. Vậy tắm onsen là gì? Tắm onsen có lợi ích gì? Và đặc biệt, những quy tắc thú vị khi để tắm khỏa thân onsen này là gì? Hãy cùng blog du lịch tìm hiểu ngay trong video này nhé! 1. Onsen là gì? Onsen có nghĩa là ôn tuyền tên gọi khác của suối nước nóng. Với đặc trưng là quốc gia có nhiều núi lửa, hoạt động, nên không khó để Nhật Bản lại có rất nhiều suối nước nóng như vậy. Hoạt động suối nước nóng không chỉ phổ biến tại đất nước mặt trời mọc, mà còn thu hút rất nhiều du khách đến quốc gia này hàng năm. Onsen khác với sen tâu. Nếu sen tâu là loại nước nóng được đun lên rồi cho vào bồn, thì onsen là suối nước nóng hoàn toàn tự nhiên. Nước ở đây là nước khoáng nguyên chất, rất tốt cho sức khỏe. Ngoài có tác dụng giúp bạn thư giãn và nuôi dưỡng tinh thần, mà ngâm mình trong suối nước nóng còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. 2. Nguồn gốc và sự hình thành của suối nước nóng Nhật Bản là quốc gia có nguồn suối nước nóng dồi dào nhất trên thế giới, khi có tới 150 suối nước nóng và 1.400 nhánh suối nhỏ tại quốc gia Đông Á này. Việc ngâm mình trong các suối nước nóng là một thói quen ưa thích của người dân Nhật Bản. Và cho đến nay, thì ngâm suối nước nóng được khoa học chứng minh rằng là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhất để thư giãn, giảm mệt mỏi căng thẳng, đồng thời trước một số căn bệnh khác. Các suối nước nóng tại Nhật thì có nhiệt độ khoảng từ 25 độ C đến 60 độ C, hay có nơi gần 100 độ C như là Ogama Onsen ở Nagano. Suối nước nóng tại Nhật được hình thành như thế nào? Với địa hình có nhiều núi lửa, song bên cạnh đó, sự hình thành của các onsen tại Nhật Bản có thể kể đến các nguyên nhân như sau. Thứ nhất, các mạch nước ngầm được các dòng magma núi lửa làm nóng. Thứ hai, một phần xác động vật cổ xưa bị hóa thạch, phân hủy tạo thành khoáng chất trong mạch nước nóng. Thứ ba, nước tinh khiết đi qua một phần tâm của trái đất và bị làm nóng. Nguồn gốc của onsen Nhật Bản Người Nhật có truyền thống đặt các onsen lộ thiên, nhưng mà ngày nay thì họ chuyển qua tắm trong nhà, hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan địa phương hoặc là của tư nhân, Uchiyu, thường là khách sạn Ryokan hoặc là nhà trọ tư nhân Misuku, chỉ phục vụ chỗ ngủ và bữa sáng cho khách trọ. 3. Năm nghi thức cần biết khi tắm suối nước nóng onsen ở Nhật Tắm sạch trước khi vào tắm onsen. Tùy thuộc vào mỗi cơ sở, du khách sẽ phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước máy hoặc là cọ rửa bằng xà bông trước khi bước vào bồn tắm nước nóng. Tốt nhất bạn nên mang theo xà bông, dầu gội và khăn tắm riêng. Thứ hai, phải cởi hết đồ. Các onsen hầu hết đều yêu cầu người tắm phải cởi hết đồ, không cho phép mặc đồ bơi xuống tắm. Tại các cơ sở này sẽ có những bồn tắm riêng biệt dành cho nam và nữ, mà có thể sử dụng khăn tắm để che cơ thể khi ở trên bờ. Mục đích của việc này là để giữ nước sạch nhất có thể. Thứ ba, đọc kỹ về chính sách hình xăm của các onsen. Theo trang Onsen Japan, những người có hình xăm ở Nhật được hiểu là nằm trong các băng đảng hoặc là có mối quan hệ với các tội phạm có tổ chức. Mặc dù quy định này có vẻ mang tính phân biệt đối xử trong thời đại hiện nay, một số onsen vẫn không mở cửa cho những du khách mà có hình xăm. Thứ tư, không chụp ảnh tại onsen. Các onsen không cho phép chụp ảnh để bảo đảm tính riêng tư. Nếu muốn chụp ảnh phong cảnh xung quanh, bạn phải hỏi nhân viên trước có được phép hay không. Thứ năm, không uống rượu. Du khách được khuyến khích uống rượu đóng chai để giữ vệ sinh. Quan trọng nhất là không dùng đồ uống có cồn trước khi xuống tắm. Một phần vì tiếp xúc lâu với nước nóng khi say thì có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Sau bước tắm onsen như người Nhật. Vào cửa vài cơ sở sẽ yêu cầu bạn cởi giày tại cửa và cất vào tủ hay là giá đựng, nhưng một số khác thì chỉ yêu cầu khách cởi giày trước khi vào bồn ngâm nước nóng. Nếu không biết phải làm gì thì hãy hỏi nhân viên. Cửa vào các phòng tắm nam nữ được phân biệt bằng màu sắc của rèm. Rèm đỏ là cửa dành cho phụ nữ, rèm xanh là cửa dành cho nam giới. Phòng thay đồ. Bạn phải để mọi vật dụng cá nhân trong phòng thay đồ, gồm cả điện thoại di động hay là máy ảnh. Quy định này để phòng tránh hành vi chụp lén và gây ồn ào trong không gian chung. Hãy chuẩn bị tinh thần khỏa thân trước mặt người lạ, quần áo, đồ bơi hay là khăn tắm. Đều không được phép mang vào phòng tắm. Đừng hoảng sợ, không ai để ý tới thân thể bạn vì mọi người đều như nhau. Tắm trắng, Hãy tắm gội sạch sẽ trước khi xuống bể để đảm bảo vệ sinh chung. Điều này cũng giúp cơ thể của bạn làm quen với nhiệt độ của nước khoáng nóng. Bạn có thể sử dụng dầu gội, sữa tắm miễn phí trong phòng tắm trắng. Lưu ý, sau khi tắm tráng xong, bạn cần rửa lại chậu, gáo, ghế ngồi và xếp lại ngăn nắp cho những người sử dụng sau. Súng bể nước nóng Bạn có thể mang theo một chiếc khăn mặt nhỏ để lau người hay là mặt, nhưng không được phép nhúng xuống nước để đảm bảo vệ sinh chung, hay để nó lên thành bể hoặc là đội trên đầu. Bạn không được nhảy hay là vẩy nước trong bể nước nóng, chỉ nhẹ nhàng bước vào và ngồi yên tận hưởng. Điều quan trọng nhất khi vào bể nước là giữ gìn không gian thư giãn chung bạn có thể nói chuyện nhưng hãy nhỏ nhẹ. Nếu tóc dài thì hãy đảm bảo bạn buộc hoặc là búi gọn, không để tóc chạm xuống nước. Sông hơi Khi rời khỏi bể nước nóng, bạn cần lau khô người để chuẩn bị vào phòng sông hơi. Hãy dùng khăn lót chỗ ngồi để đảm bảo vệ sinh chung hoặc che những phần da mỏng do nhiệt độ trong phòng sông hơi rất cao. Sau khoảng 2-5 phút, bạn có thể ra ngoài tráng nước lạnh hoặc là ngâm mình trong bồn nước lạnh trước khi chuyển sang phòng sông hơi khô, nếu có. Kết thúc bạn có thể tắm gội lại trước khi về các khu onsen đều có phòng cho khách ngồi nghỉ ngơi và ăn uống cho lại sức bạn cảm thấy văn hóa tắm khỏa thân onsen của Nhật Bản như thế nào có thú vị hay không hãy để lại cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé các bạn thấy video hôm nay của Blog du lịch như thế nào có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nhé các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé còn bây giờ thì đừng quên nhấn like share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau